là bộ son khu vườn bí mật của nhà Churun mà rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình swatch và review ạ. Vì thế nên là mình đã chốt đơn full bộ để cho mọi người xem cả 6 màu son này nó sẽ như thế nào nhé. Packaging của Churun thì chưa bao giờ làm mình thất vọng luôn, và lần này thì hãng lấy concept là khu vườn bí mật với mỗi một màu son thì sẽ tương ứng với một loài vật khác nhau nha. Tuy nhiên thì mình vẫn thích cái kiểu hãng làm cái màu vỏ thân son bên trong ý, nó giống với màu vỏ giấy bên ngoài thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chất son lần này của Churun thì nó không phải là chất blur tint hay là chất son kem bùn như thường thấy ở son nội địa Trung ý, mà nó là chất son lai giữa chất son mousse velvet tint và chất son velvet tint ý. Chính vì thế là môi mình cảm giác rất là mềm và mướt, và mình nghĩ là cái chất son này sẽ phù hợp ngay cả với những các bạn môi khô nha. Độ bám của son thì mình thấy sẽ nằm trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Ăn hay uống nước thì son vẫn sẽ dây ra, nhưng mà các bạn yên tâm là khi đeo khẩu trang ý thì son này nó sẽ hạn chế cái việc là son bị dính vào khẩu trang nha. Mình thấy son này thì nó thơm một cái mùi như kiểu bánh ngọt nhẹ ấy. Và cả bằng màu son lần này của Churun đều là những cái tông hồng LEB nha mọi người. Ngoại trừ 921 và 924 thì mình thấy là hơi khó dùng với da ngăm ý, thì mình thấy các màu còn lại đều rất là ổn nha. Và mình sẽ recommend cho các bạn da ngăm in thử cái màu 923, 925 và 926 nhất nhé. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là những cái màu son MLB này có thể dùng trên được mặt mộc nha và không kén da một chút nào đâu. Thêm một điểm cộng nữa là son màu gì thì base sẽ màu đó nha. Thế nên là mình recommend các bạn nên thử ít nhất là một đêm này nhé.